Hi, xin chào tất cả các bạn. Đồng hồ custom 50. Đồng hồ custom 50, mặt kính zinc, đồng hồ zinc. Rất là đẹp nha các bạn. Số chạy, kim chạy nha. Tất cả đều chạy hết. Rất là đẹp nha. Cho anh em nào lên xe. Anh em nào bị hư đồng hồ thì chúng ta thay đồng hồ nha các bạn. Rất là đẹp. Anh em nào bị hư đồng hồ, chúng ta sẽ hư rồi, thay đồng hồ nha anh em. Đây là đồng hồ custom 50. 50 á, thì giờ ở trong nó sẽ có số là 1, 2, 3, 4 nè các bạn. Đó. Còn số bên ngoài nó là 60. Nó có cái giọt lệ ở đây. Thì 50 nó mới có giọt lệ nha. Còn 70 với 90 thì nó không có giọt lệ nha các bạn. 70 với 90 thì nó sẽ có số 80 ở đây. Đó là cách phân biệt nha. Thì đây là cái đồng hồ 50. Nếu mà các bạn có nhu cầu lên đồng hồ 70 hay 90 thì mình cũng có luôn nha các bạn. Đây. Đó, 70 với 90 nè các bạn. Tuy nhiên thì 70 với 90 thì nó mắc hơn đồng hồ 50 các bạn. Đó, 80. 60, cái này 50. Nhiều lắm các bạn. 60 luôn, cái này đồng hồ Charlie. Cái này 60. Ok, đó. Hiện tại đó thì một cái 50 với một cái 70, 90. Rồi anh em thích cái đồng hồ nào thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng thì nhớ anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi anh mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau. Không ship code. Cảm ơn tất cả các bạn.